Đây, giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang xem bác Nha, chủ nhiệm hợp tác xã cây cảnh Thăng Long cùng với anh Hoài, những thợ chuyên viên phụ trách mảng kỹ thuật làm vườn của sân vườn hợp tác xã đang cắt tỉa cây xanh. Xanh này là xanh Nam Điền đúng không anh Nha? Đúng rồi, xanh Nam Điền. Xanh cảnh ấy. Cây này được đợi tôi về đằng này không lại bảo quay ấy, quay trồng mông vào khán giả anh Hoài đó. Anh chào anh em nhá. Vâng, đấy, giới thiệu với quý vị đấy, anh Hoài. Cây này được bà con xã viên vừa mới đưa về sân vườn hợp tác xã. Đấy, hội viên đưa về. Vâng, được đưa về hợp tác xã. À, từ đầu xuân năm Giáp Thìn 2024 đây. Đây là một cái cây có cái dáng làm theo lối xưa của các cụ đúng không anh Nha? Đúng rồi. Em thấy là anh em chơi cây bây giờ thì hay gọi là chú trọng với cả hay được đang thiên hướng về cái lối gọi là lùn lực rụt rịt. Thế theo quan điểm cá nhân của anh thì anh thấy là giữa cái lối này và lối đó thì anh thì là người chơi cây cũng rất là lâu rồi, thì anh cảm nhận như thế nào về hai cái lối chơi đó anh? Thực ra cái lối chơi thì cũng có cái đúng, vâng, có lý của họ. Vâng. Nhưng mà mình phải nói là khi này nói cái câu chuyện mà để cho nó đầy đủ thì mình nói cho nó có lịch sử cơ. Vâng. Chứ không phải mình nói chung cho một hai cái cây rồi. Còn sự phát triển còn lâu dài nữa. Đấy, đôi khi câu chuyện nó hơi nhạy cảm. Vâng. Bạn ạ. Đấy. Nhưng theo mình thì dáng nào cũng chơi được. Vâng. Thời nào cũng được, có điều là cái gì nó cuối cùng nó vẫn phải hướng đến cái giáo dục mạnh. À. Của chơi của nhân văn được đấy. Vâng, tức là nó vẫn phải có cái gì đấy mang nét nhân văn vào trong đúng không anh? Bảo tồn. Vâng. Không phải mình cứ như một thời rồi những cái thứ có cái lịch sử phải giữ lại. Có vâng. Cái thứ thì phải mình phải thôi thì phải chấp nhận để đổi bỏ đi. Vâng vâng. Đấy, thời gọi thời thế đúng không anh? Cái gì nó có giá trị bây giờ lớp trẻ phát triển một số những cái đi theo hướng lùn lực ấy. Vâng. Thì cũng là để bắt kịp thì hội nhập đấy. Vâng. Thế nhưng mà đi thái quá cũng không được. À. Cũng phải có cái làm sao để nó phát triển bền vững nữa. Vâng. Đấy là một cái đôi khi có cái thứ của các cụ làm ra mà nó quý. Vâng. Mà nó thật chứ nó trân trọng thì mới nên giữ lại, nhưng đôi khi một số lớp trẻ cắt quá. À. Đồng tình là mình đồng tình là cái ý các cắt sửa. Tức là theo quan điểm của anh là nếu như những cái cây đấy mà làm mới thì được. Ừ. Nhưng mà đúng rồi. Mà cái gì mà có các cụ ngày xưa mà để lại rồi. Bảo tồn 100 năm mấy chục năm thì nên giữ lại. À vâng. Còn tôi nói với anh em chú Tân giáo viên vừa rồi vừa là vừa xong rồi. Vâng. Thực ra những cái cây mà gọi mình gọi là loằng ngoằng già già của cổ ấy. Vâng đúng ạ. Các cụ ngày xưa thì ra nó có ý nghĩa riêng của các cụ. Có cái là mình anh em mình chưa hiểu hết cái ý nghĩa của cái tác phẩm thôi. Vâng. Thì thực ra đều có chủ đề hết, có những cái tên gọi hết. Nhưng đều là lớp trẻ giờ có thì đôi khi là vì vài ba đồng tiền hay là chạy đuôi theo thị trường. Vâng. Thì có một số anh em thôi nhưng mà tất cả thì cũng quá tay quá đạt. À. Và muốn thể hiện nhưng thực ra sau này mới thấy được cái. Nhưng còn tôi nói vừa anh nói cho anh Tân kia. Thực ra tất cả các cây cổ ấy, thì nên tìm các cái giải pháp khác để thay thế cho việc cắt thu lại. Theo tôi như thế. Tức là thay cái việc là cứ phải cắt cụt đi xong rồi. Không có giải pháp cả. Vâng, có cái vâng. Là mình chưa đủ tầm, chưa xứng tầm thì thôi. Rồi. Thì cứ chậm lại một chút. Đúng không anh? Em như vậy là sẽ giữ được những cái bảo tồn những giá trị mà cái nhân văn ngày xưa các cụ để lại. Em thấy có một em cũng hay lướt qua Facebook với cả YouTube, em thấy là có một cái video cũng có một anh ấy quay, anh ấy cũng chia sẻ rất là chân thành rằng là cách đây khoảng gần 10 năm trước, rơi vào cái năm 2015-2016 ấy. Cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà phải nói là những cái cây mình gọi là cây cổ á, cái cây mà các cụ để lại ấy. Cái thời kỳ đấy gọi là cái thời kỳ mà hầu như là các nhà vườn là cắt bỏ, tức là hạ để theo làm theo cái lối hiện đại bây giờ ấy, rất là nhiều. Và cứ nghĩ rằng là bảo là độ khoảng 10-15 năm sau thì nó sẽ thành một cây đẹp và nó bắt nhịp được với lối chơi bây giờ. Thế nhưng anh ấy cũng nói rất là thật rằng là bây giờ năm nay là năm 2024 rồi, tính ra cũng gần 10 năm rồi. Nhưng mà đi về các nhà vườn đó thì không biết là những cái cây cổ đó nó đi đâu.
những cái cây mà họ đã hạ rồi ấy, đã hạ xuống rồi nó đi đâu mà không thấy gì cả, kể cả ở tất cả các triển lãm cũng không thấy mang đi. Vậy thì nó đi đâu về đâu, mà tính gọi là sơ sơ thì cũng phải đến vài nghìn cây cũng không ít. Đúng rồi. Đó. Đấy, đấy là một bài toán anh ạ. Một cái chứng minh rất rõ ràng hiện nay nhá, bây vâng. giờ nhá, cái chúng ta có hỗ trợ triển lãm thì biết rồi đấy. Vâng. Thì xem nó lấy khi mà chấm điểm ấy. Vâng. Và lấy số đông. Vâng. Những cái người dân bình thường đi tham quan ấy thì thường người ta nhìn rất khách quan. Vâng. Đánh giá và nhìn nhận rất khách quan, người ta không làm được người ta nhìn thấy cái đẹp của cây. Vâng. Thì những người đó mới là người ta nói chân tình. À. Nhận xét nó rất là thật. Bằng cảm nhận khách quan người ta đúng không? Vâng. Cái đấy là một cái đánh giá mà chấm điểm thi điểm để từ đó để mà một số cái nhà nghiên cứu, đặc biệt là một số anh em làm cây ấy, để nhìn nhận cho nó đúng. Tức là nên tham khảo đúng không anh? Không nên nhìn vào một số anh em bây giờ rất nhiều tiền mà ta mua những cây đẹp về. Vâng. Và đấy là chỉ một số tiểu số thôi. Đúng rồi anh. Lấy cái đấy là này, đánh đồng lên sang cái việc phát triển lâu dài được. Vâng. Đúng không? Với sinh cảnh vật cảnh nó là câu chuyện nó là rộng. Nên là cả toàn quốc, thậm chí nơi thu nhập thế giới, mà nếu như mình không có những cái hướng đi đúng ấy, vâng. thì trước tiên ảnh hưởng của mình đã. Thì vâng. tôi nói anh em trước đây có một số anh em Cầu Giấy, nhưng năm tôi làm ở sự kiện đấy, vâng. thì anh em mang mua cái cây cổ về rất nhiều tiền. Vâng. Về ông thể hiện ông muốn, thì ông muốn thể hiện theo cách của ông là ông cắt đi. À. Sau 5-10 năm sau ông mới thấy nó hối hận, tiếc. Vâng. Tiếc có nghĩa không thể là nó cây cắt nó giảm giá mà thấy một cây nuôi với cây nó quá lâu. Vâng. 20 năm, 30 năm, 40 năm được vụ cành mới ánh này thôi thôi, mà cây đó là đều có chủ đề. Sau khi lớn lên mới hiểu ra dần, khi ông cắt đi rồi 5-10 năm sau ông nhìn lại cây cổ của anh em khi mà trưng bày các triển lãm thì ông mới bắt đầu tiếc. Vâng. Thôi ngậm ngùi thôi. Thế là từ đó thậm chí là ông lại bảo vệ những cái ông đã cắt. Thế dẫn đến lớp trẻ, có một số lớp trẻ nó đi theo cái mùi đấy, nó rất nguy hiểm. Chúc anh nhá. Vâng, vâng. Đấy một trong cái mà tôi muốn chia sẻ một chút để chú hỏi ý đấy. Vâng, tôi có thì anh em mình gọi là đấy là tản mạn một chút về cái câu chuyện đầu xuân. Vâng, bây giờ anh em mình quay trở về cái cây bác với cả anh Hoài đang làm đây đi nhờ. Thì cây này thì là vẫn là cây mà các cụ tức là làm theo hướng các cụ ngày xưa đúng không anh? Đúng rồi. Vẫn làm theo cái lối mai bò bàn thạch. Mai bò bàn thạch. Mai à? Bò bàn thạch. Vâng. Bác có thể giải thích sâu hơn chút nữa được không ạ? Bây giờ giải thích cái cây này thì thực ra nó cái cây nó non. Vâng. Nên giải thích sâu thì nghe nó cũng không tiện lắm. Vâng. Thế thì mình cứ nói thế thôi để các bác chơi cây các bác tự hiểu. À vâng. Và sách cái tham khảo Google với hết không ạ? Vâng. Thì đấy cái ý là cái mai bò hoàn thành thì biết rồi đấy. Thì mai thì tại sao nó mai bò hoàn thành thì thôi mình cũng giải thích cho tất cả giờ trên truyền thông hết có đủ hết rồi. Các bác giải thích trong đấy rồi. Thế nhưng đang nói cái cây này thôi. Những cây này là một trong cái dáng cây tại sao gọi là người ta thích đối nó mai vào bàn thạch nhiều hơn. Vâng. Đấy. Bởi vì cái biết là về cái mặt tỷ lệ là người chơi nó nhất là nó có cái độ sâu là nó lùn. Vâng. Nhưng mà cái cành nó văng rất là rộng, rất là phóng khoáng. Vâng. Đấy, hai nữa là cái tỷ lệ vàng ấy, gọi là tỷ lệ vàng. Vâng. Biết tỷ lệ vàng rồi. Cái chiều cao này. Cây này chiều cao từ mặt chậu lên thì nó cũng chỉ rơi khoảng đón gió thì đón nắng rồi này. Hơn mét đấy. Siêu cảnh phong cảnh đổ nó có đủ hết trong này. Vâng. Đấy gốc của mai bò thạch là thế. À. Mai nghĩ là già cổ nó đủ hết. Nhiều anh em bảo là cái xanh này Nam Điền này nó cũng có nhiều giống và nhiều anh em cứ nhìn những cái cây nó cây này thì là cây chưa phải nhiều tuổi đúng không bác nha? Cũng phải thừa nhận là như vậy. Thì nhiều anh em bảo là cái cây này là nó cứ trơn như thế này. Nhưng thực ra em thấy là không phải, bởi vì cây này nó chưa đạt được đến cái tuổi mà nó chùn. Có thời gian. Đúng không anh? Đấy, nên phải một vài năm nữa nó thì chùn lại cái dáng cây này. Vâng. Để anh em tham khảo. Cũng một số ý kiến anh em thì gần đây ra triển lãm ra sân cũng có nói một số ý kiến khác nhau. Vâng. Về các cái dáng thế về vấn đề cái giá trị rồi các cái tuổi tác về cây rồi giữ hay bỏ hay nọ kia ấy. Vâng. Thì cái trước tiên như các cụ như mình nói câu này không bỏ đi được, nhất vâng. dáng gì ra. À đúng rồi. Bao giờ dáng cũng phải xem đầu tiên. Nhất dáng gì ra. Vâng. Cái đấy là cái câu mà nó hàng ngàn năm rồi. Vâng, không phải Việt Nam mình nói, tất cả quốc tế đều có giống đấy. Nhất dáng gì ra. Nó kiểu giống chứ như kiểu. Không nói, tôi chưa nói cái nhất thì bệ nhì đế nhì thân ba cành thứ. À. Tôi chưa nói cái đó. À. Cái dáng nó là cái tổng thể thì nó là cái thân rất quan trọng. Như con người mình đúng không? À. Cái thân rất quan trọng. Xong cái thân có rồi, cái cây mà kiểu gì nuôi sau nó sẽ có bệ. Vâng. Tôi nói ví dụ thế.
Chứ sống cái canh, đương nhiên cái canh này do con người mình làm thế nào, uốn éo là cho nó đẹp, nó hài hòa tự nhiên thì mình phải làm. Nghĩa là sao thuận mắt mình là thuận tất cả mọi người. Nhưng mà làm bằng cái tâm chân thành, tức là làm bằng mình thích thì thôi. Vâng ạ. Thực ra chính cái cây tôi bảo với anh em rằng cái cây này dạy mình nhiều. Đến 90% là cái cây dạy tôi. Tôi học được, tôi làm ở bao cái sân vườn Hà Nội từ xưa nay giờ là tôi nhờ cái cây nó dạy thôi. Đương nhiên là về vấn đề trong con người thì cũng phải có gia đình. Vâng. Có ông bà bố mẹ tổ tiên họ kia. Nhưng mà khi mình làm cái nghề này thì cái cây nó dạy mình. Thế thì tại sao cái cây dạy mình chú Mạnh này? Khi mình làm ra một cái cây, các cụ có thật với bậc đạo, tức là làm ra một cái cây như này. Vâng. Thì mình có làm cây, mình phải liều, mình phải làm, mà mình dám làm, dám nghĩ, dám làm. Vâng. Thì mình làm ra một cái cây như thế này thì bắt đầu khi đúng sai mình chưa biết. Vâng. Nhưng nhất khi làm lên rồi vẫn được có người là giúp đứng bên cạnh mình, cái giúp mình à. Hoặc anh em bạn bè chơi là cùng cái cành này theo tôi như thế này thế kia. Thế nếu như mình không dám làm, dám nghĩ dám làm thì bao giờ người ta biết cái sai mình đâu, người ta chỉ cho mình à. Thì nhờ cái cây mà nó phát triển nó không hợp lý thì dẫn đến là tự dưng các anh em xung quanh bạn bè nó chỉ cho mình à, cây này theo tôi này, bác nên làm thế này, cái cành này thế này thế kia chẳng hạn. Thế vâng. Thì có phải là cây dạy mình không? Đúng rồi. Thế nếu không có cái sản phẩm này, không có những cái tác phẩm này nó hiện hiện ra mà chính là mình làm thì làm sao mà nó chỉ cho mình. Thì đấy, nên là phải làm, nói là phải làm, và làm rồi xong lại nói trên cái việc mình làm, thì sau đó căn cứ vào cái sản phẩm, cái tác phẩm này xấu đẹp thì anh em sẽ góp ý dần dần mình hoàn thiện. Có phải cây dạy mình không? Đấy. Nhưng không làm thì làm sao mà chú hôm nay chú đến đây hoặc các bác đến đây làm sao chỉ mình biết được mình sửa. Nhưng khi mình thấy sai thì mình phải sửa, đúng không? Mình không sửa thì mình nhờ bạn bè anh em tư vấn. Đấy một trong cái rất là tuyệt cái vời. Hoặc cái Thăng Long Hà Nội ngày xưa là thế à. Nhờ bạn bè hết, cũng nói rồi, giàu nhờ bạn. Đấy, cái đấy là cái mà mình luôn khắc ghi vào thấu à. Học thì cái cây nó thế mà chú. Vâng. Hay lắm. Bác Nha này thì là hiện tại thì đang làm chủ nhiệm hợp tác xã cây cảnh Thăng Long ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ngày trước kia ấy thì bác Nha bác cũng có một thời gian cũng tham gia khá rất dài và rất là dài làm sự kiện yêu cây đấy. Đi đâu thích làm vườn thôi à. Là đấy, một trong những người gọi là phụ trách chính trong cái mảng trang trí ở Hoàng Thành và dưới thành phố Hà Nội quý vị ạ. Đây về đây là anh em này úp mặt sông quê để xây dựng một cái vườn cùng anh em tham gia úp mặt sông quê vừa chơi không hôm qua em vừa đọc một cái Facebook của một cái bạn ấy đăng lên trên Facebook là nhà cụ Nguyễn Bình Khiêm ấy. Đấy, cụ ấy gọi là tại sao lại chán quan trường sau đó về quê ở ẩn dạy học với anh. Đấy, bạn ấy post cái bài thơ hay quá anh ạ. Em thì em cũng không thuộc được cái bài thơ đó, nhưng mà nếu mà kể về lịch sử của cụ Nguyễn Bình Khiêm thì là một người nhân tài của đất nước, quá giỏi. Một người thầy giáo giỏi, một vị quan giỏi. Vâng. Nói chung là Nguyễn Bình Khiêm thì cụ ấy thì người dân Việt Nam thì có khi ai cũng biết. Vâng. Em nhớ hình như ở cái huyện gì của Hải Phòng thì phải đó. Là dựng làm đền thờ cụ và là một bức tượng cụ, nó là rất là hoành tráng và người dân họ hiến ruộng ý anh để cho thành phố Hải Phòng. Tuyệt vời. Thế là cây này là anh Hoài là đang tuốt lá đúng không anh? Sau đó là cắt sửa lại chi răm anh nhờ. Spa cây chút. Thời điểm này là thời điểm làm cây spa cho cây là rất là đẹp. Anh Hiệp ơi, cây này mà bây giờ mà hợp tác xã giao lưu với cả bà con thì nó tầm bao tiền anh Hiệp nhỉ? 80 triệu quý vị ạ. Cây xanh Nam Điền làm theo cái lối cổ của các cụ ngày xưa. Quý vị có nhu cầu giao lưu hoặc là biết chi tiết hơn về tác phẩm xanh này thì
liên hệ với cả anh Trần Hiệp bác Nha đấy, thì bác ấy gọi là chỉ đạo chung thôi, còn về cái phần giao lưu với cả bà con thì quý vị sẽ liên hệ trực tiếp với anh Trần Hiệp, số điện thoại là 0399903128. Đấy, tôi để ở phần tiêu đề đấy quý vị ạ. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều.